Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hôm nay là 30 Tết rồi mọi người, thì bốn về quê ăn Tết nên là phụ giúp gia đình làm công việc rồi xong hết rồi, thì hôm nay là cũng không đi quay từ thiện nữa mà đi quay các cảnh đẹp của một vài cảnh đẹp thôi chứ không phải tất cả đâu, một vài cảnh đẹp của Đắk Lắk cho mọi người cùng xem nha. Rồi hiện tại thì bốn đang có mặt tại quảng trường voi. Đây là một cái biểu tượng voi sắt mà lớn nhất, đạt kỷ lục mà lớn nhất ở Việt Nam mình luôn á mọi người. Đó, mời mọi người cùng theo dõi nha. Rồi bây giờ bốn mời mọi người cùng theo trong bốn đi vào bên trong để xem thử nó có cái gì không nha. Quảng trường này được xây, nếu như bốn nhớ không nhầm, nó khởi công từ tháng 4 năm 2021 á. Nó hoàn thành vào cuối năm 2021. Rồi Tết năm 2022 là bắt đầu người ta được tới chụp ảnh đồ các thứ rồi. Thì qua cái Tết năm 2022 vừa rồi á, thì ở đây á, người ta bắt đầu rào lại, người ta tiếp tục thực hiện cái công trình này. Nó hoàn tất một vài cái cơ bản sơ sơ nữa. Thì mọi người thấy những cái đường lằn lằn ở dưới này không? Đó. Thì buổi tối á, ở dưới đây hình như nó có điện ở dưới đây nè, là buổi tối á, là nó sáng lên nữa. Mà nếu mà nhìn từ trên cao, để tí nữa bốn bay phải lại cam cho mọi người xem, nhìn từ trên cao á, là những cái đường này y như là nước á mọi người. Đó, mấy cái đường lằn lằn y như là nước từ trên thác bên trên kia, trên kia y như là thác á. Đó, mấy cái này nè là thác đổ nước xuống. Đó, voi là đang vượt thác á mọi người. Đó, voi mẹ với là voi bố đang vượt thác, dẫn một đàn voi con vượt thác. Đó, đây quảng trường này người ta kêu là song tượng thịnh vượng. Đó, song tượng là hai con voi thịnh vượng, phát triển thịnh vượng, dẫn một đoàn phía sau đi lên tới những nơi thịnh vượng, lấy cảm hứng từ đàn voi của Đắk Lắk đó mọi người. Ngày trước mà nó mới xây ở đây được nhiều người tới chụp hình lắm, chụp hình check-in rồi quay TikTok đồ nữa, nhưng mà nay thì kiểu như nó cũng nhiều rồi, lâu lâu mấy người mà chưa tới thì họ mới tới thôi. Muốn đi vòng qua phía bên này xem. Quảng trường voi này là nó nằm ở trên quốc lộ 14 luôn mọi người. Đó, cái quốc lộ ngoài kia là quốc lộ 14 này. Đó mọi người, mà nếu mà có đi ngang qua quốc lộ 14 đều thấy hết luôn. Ngay chỗ đây là có một cái bùng binh nè, kêu là bùng binh nhà máy bi nè. Tại vì phía bên kia là có nhà máy bi Sài Gòn đó mọi người. Đó, còn đường đây là đường tránh nè, đường tránh thành phố này, đường tránh phía tây của thành phố này. Đó, thì mọi người nếu mà có đi ngang qua thì cũng ghé lại chụp hình check-in cho nó vui ha. Mọi người có thấy không, ở phía bên đây là hai chú voi màu khác nè, cái đây là màu của đất Ba Giang đó mọi người. Phía bên kia á, thì nó màu bạc, mình nhìn trực tiếp đối diện á, thì nó màu bạc đó. Còn phía bên này á, thì nó màu gọi là màu nâu đất hả? Của cái màu của đất Ba Giang đó mọi người. Đó, cái vùng Tây Nguyên đa phần là đất Ba Giang á, cái này người ta cũng cố ý á, chứ không phải là dơ hay là bị xét đâu nha. Song tượng thịnh vượng. Còn đây là thác đó mọi người. Đó, hai cái bên này là nước nó sẽ chảy xuống, nhưng mà sau nay người ta không có bật nè, chứ bình thường là người ta bật nó chảy đi róc rách đồ, y như thác đồ, cũng đẹp lắm. Mà cái thác này là cũng có ý nghĩa luôn á. Mà đây là một bên này là biểu tượng của một cái thác Drainu nè, là Drainu là thác chồng hay thác vợ ta, thác vợ hay sao á, một thác là thác vợ, một thác là thác chồng. Còn phía bên này á, là thác Drainu Drainu.
hai chú voi này. Hai chú voi này là quảng trường voi sắt mà lớn nhất Việt Nam mình, đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam mình đó mọi người. Đó, còn mà nếu mà lớn nhất thế giới thì chắc bốn không biết, nhưng mà bốn nghĩ là chắc ở Thái Lan. Tại vì ở Thái Lan là nó nhiều voi hơn mình rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì Tây Nguyên là một cái vùng mà nhiều voi nhất Việt Nam. Còn Đắk Lắk là một cái nơi mà nhiều voi nhất Tây Nguyên. Còn Buôn Đôn là một cái nơi mà nhiều voi nhất của Đắk Lắk. Nhưng mà bốn đã lên Buôn Đôn rồi cũng ít gặp lắm mọi người. Chứ không phải như mọi người nghĩ. Nhiều khi bốn đi học ở các nơi ở dưới Đà Nẵng đồ, hay là chị của bốn đi học ở Sài Gòn á, mọi người có hỏi, ơ, bạn bè đâu có hỏi, ơ, hình như ở mày á là người ta cưỡi voi đi học đúng không? Đó là nghe rất là buồn cười, mà cưỡi voi đi học, mà cưỡi voi đi chơi ở ngoài đường chắc nhiều voi lắm phải không? Thực ra không có đâu mọi người, voi bây giờ hiếm lắm. Khu này là khu vệ sinh WC, còn phía bên này là chắc là khu văn phòng. Khu văn phòng không biết là họ có cho vô không, nhưng mà không thấy ai cản, không có bảo vệ, không có ai cản nên chắc không sao. Ở khu này là kiểu dạng chung cư cao cấp đó mọi người. Nó nhà nào nhà nấy cũng một màu trắng với lại một màu đen như thế, kiểu đồ y như vậy, làm hàng loạt như vậy, nhìn rất là đẹp luôn. Phía bên đây có bãi cỏ rộng đẹp, hồ nữa nè, có hồ cá nhỏ nè. Ở chung cư thì người ta phải có khuôn viên chơi này nọ đồ nữa, nó mới đạt chuẩn. Đó. Để bước ra phía trước nha. Ngay phía trước đây là có một cái hồ á mọi người. Đó. Cái hồ này người ta bỏ chữ lên, buổi tối thì nó bật đèn lên, nó sáng, nó chiếu lên cũng đẹp lắm. Nhưng mà cái hồ này á là hình của một cái dấu chân đó mọi người. Cái dấu chân, không biết chân voi nó có như vậy không, nhưng mà nó là một cái bàn chân, dấu của một cái bàn chân. Hiện tại thì có rất là nhiều cô chú anh chị ở các nơi tới đây chụp hình. Thì theo như bốn được biết thì có đoàn ở từ Hà Nội nè, rồi cũng có anh chị đi ô tô đi phượt từ Hải Dương đi vô, đi khắp các nơi cũng có ghé qua đây chụp hình. Hai chú voi này là làm từ 200 tấn thép đó mọi người. 200 tấn luôn, rất là nhiều luôn. Theo như người ta thông tin mà người ta cung cấp, chứ còn những cái phụ thêm ở trong đó nữa thì mình không biết. Tính thép không đã 200 tấn rồi, đèn đốm dây nhợ đồ gì không biết có ở trong đó không, như thế nào thì bố không có biết. Cái này chi phí mà để thực hiện cái công trình này là tới hơn 1 triệu đô la, có nghĩa là hơn 22 triệu, hơn 23, 24 triệu tỷ chắc. Hơn 20 mấy tỷ Việt Nam đồng. Quảng trường này thì nó có cây xanh đồ nhiều lắm mọi người. Mà ở phía sau kia là nó có chung cư, nhà chung cư cao cấp đó, đẹp lắm. Mà các bạn cũng tới đây chụp hình đồ cũng nhiều lắm. Cái dãy nhà nó đều nhau hết luôn, nó cũng một màu, nó kiểu một kiểu rồi, đẹp lắm. Ở đây có bãi cỏ nữa nè. Bãi cỏ này nó không được tốt cho lắm, có chỗ cho các em nhỏ chơi. Vừa rồi thì bố cũng đã giới thiệu đến mọi người
một cái biểu tượng song tượng thịnh vượng, hoặc còn có thể nó gọi một cái tên khác đó là quảng trường Voi Sắc ở Đắk Lắk. Bây giờ thì Bốn xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Bốn nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.